Mến chào các bạn, đây là Long Khánh Đồng Nai. Ở đây là cửa hàng nông cơ Hưng Thịnh, địa chỉ là 18A quốc lộ 1, phường Suối Tre, Long Khánh Đồng Nai. Điện thoại 0961 796 801 0907 546 156. Đây là Hải, mình mới đọc số điện thoại cuối đó là của Hải đây. À rồi. Ô bữa nay dạo này bán quên. Bán đất không em? Lai rai hả? Đâu phải như cá tôm mà bán cho đất đúng không? Đúng rồi, anh Xui ơi. Anh Xui bán lai ra. Từng ra được tháng ra được chiếc không em? Không, tháng ra được gấp 4 con mới đủ sồi. À vậy hả? Tháng ra cũng được 4-5 con chứ hả? Ủa rồi cứ ra rồi vô xe mới vậy hả? Đúng rồi, tháng này. Vô hoài vậy hả? Tháng này nó hơi chậm lên về nhiều hơn là bán. Mà sao cái bãi của mình sao thấy lúc nào cũng ít xe vậy? Đồ ba đâu quá trời luôn chứ, lên nhìn đi. Thật luôn á. Thì biết rồi, nhưng mà tính ra nó cũng bình bình vậy chứ nó không có dư ra bỏ một chút thiệt nhiều như mấy chỗ mà ế ế hả? Đúng rồi. Hả? Ủa mình đây có vợ con gì chứ? Em muốn vợ con nhưng mà hai đứa con rồi. À vậy hả? Ủa sao còn nhỏ xíu vậy? Hả? Nhỏ có vợ. À vậy hả? Chiếc đại đồng này nè. Ai dán thêm đại đồng vô hay là nó ấy mà sao nhìn giống con Kubota dữ vậy ta? Quá, nó hàng Nhật, hàng Hàn Quốc á. Hàng Hàn Quốc hả? Nhưng mà ý là sao nó giống Kubota dữ vậy? Nó động cơ Kubota mà anh, nhưng mà nó thành Kubota cái bản quyền rồi, nó phải dán khác chứ, đúng không? À, coi như là cái mẫu mã hoàn toàn của Kubota hết. Đúng rồi. Từ là nói chung nguyên cái model là của Kubota. Đúng rồi. Nhưng mà nó sản xuất ở Hàn Quốc. Hàn Quốc nó nói không, tuy là của mày. Đúng rồi. Nhưng mày bán cho tao bản quyền này tại Hàn Quốc luôn, tao lấy tên là của tao, Đại Đồng. Đúng không? Đúng rồi. À, có nghĩa là nó sản xuất tại Nhật, nó chở qua Hàn Quốc, nó vẫn dán là Đại Đồng. À, đây, ủa sao không thấy hiệu mà thấy số không vậy? Khoan, để bây giờ mình ngắm coi theo như cái sự đi xuống đây. Sao như sự đánh giá của mình á, thì cái vàng mà của thằng Hàn Quốc á, nó chế có tốt như của Nhật không? Xe tải với xe du lịch nó khác chứ. Nhưng mà ý cái xe tải với xe du lịch nó tốt như xe Nhật, nhưng mà xe máy cày biết nó có tốt không? Nhưng mà nguyên lý như nhau, thế đâu cũng cho thế đúng không? Thế đúng không? Cũng nguyên lý ngành công nghiệp đúng không? Đùm đồ nó cũng y chang ha. Nó lớn nhưng mà nhìn nó có vẻ nó sắc nét ha. Đúng là cái của nó tùy theo cái người ha. Dạ. Tùy theo cái nước ha, họ làm cái thằng Hàn Quốc nó làm mà công nhận nhìn sắc nét quá ha. Đúng rồi. Cái này xe này là sao chữ Nhật ta? Em biết nó thị trường đấu giá hàng qua đó luôn nè. Đấu, nè. Đấu giá Nhật hả? Đúng rồi anh. À, như vậy là con xe này là nó được chạy tại Nhật. Đó. Chạy tại Nhật đúng không? Đúng rồi anh đó. À. Coi vỏ coi. Vỏ Nissan. Vỏ của Hàn Quốc luôn hả ta? 8 lớp bố. Made in Korea luôn nè. Ấy. Cái hiệu của con Kubota luôn ta. À, mua bản quyền toàn bộ luôn ha, mua Đức luôn ha. Đây cũng vậy, 18434. 18 này là sao anh? Dạ. 18434 này là sao? Cái bề ngang nó 18 là anh. 3 4. 4 là gì? Răng nè. Thôi, kệ nó, cái gì không biết không nói. Made in Korea nè. À. Phiên bản luôn hả? Da bằng nhựa ta. Ồ có lý ha. Không phải nhựa bằng composite. Cái số sới này nó số nhớt rồi ta. Số nhớt hay là số cơ? Cơ. À cơ hết hả? Cơ. À cơ mà. Nó đâu có rời đâu, nhưng mà cái đồ thâm nhớt nó ngay đây. Đúng rồi. À thấy này lướt ngọt bánh rồi thấy đẹp ghê không? Hàng này mới chạy lướt rồi hả? Đó, đẹp ghê không?
cái này cái vàng sới nó còn không? Không có, nhưng mà lấy đuôi Nhật gắn cho điểm được. À đuôi Nhật hả? Đuôi cua ta gắn vô y chang phải không? Đâu bên này sơn tróc rồi ha. Số điểm ha. Để em lên coi nổ máy được không? Được, anh lên ngó nó hất lên biết liền rồi đó. Lên ngó nó hất lên biết nổ không nổ liền à. Đó, lên luôn, lên ngó đi. Ôi dạ, thơm dữ vậy ta. Sao xe này nó thơm quá ha. Vệ sinh sạch sẽ nước qua đàng hoàng. Không, nó thơm cái mùi gì giống như sinh gôm vậy. Bỏ nước qua cho dễ chịu à. Phải không? Bỏ nước qua cho à, vậy hả? Đâu? Cái này hả? Đó. Cái này là thơm hả? Ô, nhúng đã ta. Được không? Nè. Cần quá trời luôn, không biết cần nào ra cần nào luôn. Ben cái này là gì đây? Số anh số chạy nè. Số chạy hả? Còn này? Tần. À, tần nhanh chậm. Ở đâu mình thử thử coi nè. Dám đứng không? Còn cái này? Này thủy lực anh, để muốn mình gắn thủy lực trước. À, ben đó hả? À, ben. Mình trước tiên mình đập côn, xong mình bật chìa khóa lên, bình đâu không thấy. À có rồi, có cần xong gì không? Đang xong nè. Nó đang xong nè. Đó, có số chưa? Chưa, chạm rồi đó. À, nhả nhẹ ra nó chạy đó. Wow. Sao cô má lên luôn nè. Con này mới chạy 3.345 giờ ha. Dạ. Đâu thử coi vô số chạy coi, mình chạy tầng chậm thôi. Đây là tầng chậm nè. Đúng rồi. Đúng không? Giờ mình chạy số 1 thôi. À. Thử coi. Để bên kia tới cái nữa. Đó, tới luôn là. À, tới lui bên này. Đó rồi, nhả ra rồi. Đó. Rồi, nhả ra chạy. Thử coi. Nó đã vậy ta. Đó. Rồi. Vô tầng trung bình coi. Đây là chậm nè. Đây trung bình nè. Ôi ổn nó. Quá đã quá. Ô tay lái nhẹ dữ ha. Ô, đã quá ha. Rồi, and rồi, yeah. Ui. Ai kia? Ô, quá đã luôn. Quá nhẹ nhàng luôn. Quá đẹp rồi. Rồi. Ô, nhẹ nhàng ha. Đây tháng 1 là xong. Em như cái nêm rồi, trả số ra. Rồi, trả ra một. Trong cho anh kia trả gì giữ là được rồi, nó không chạy nữa đâu. À. Đúng không? Ừ. Còn cái này là tay lái gật gù. Tay lái gật gù đó, thì chiều cao của mình đó. À. Thấy không? Ồ, có lý. Yên của nó yên nhúng luôn ơi. Đúng rồi. Ô, yên tăng tự động luôn ơi. Cái máy này là gì đó? Ben hả? Ben. À Ben, hôm nay rùa thỏ gì đây mình không biết. Để ông nội nó đi. Thôi, đây là có máy nghe nhạc, có... Máy lạnh luôn á. À, cassette rồi máy lạnh luôn ha. Máy lạnh luôn. Bật lên đây là lạnh nè. Ôi! Lạnh lắm, máy lạnh quan trọng ba. Ừ. Mắt rượi liền. Ok, rồi. Đầy đủ ha. Rồi. Thôi, coi con này xong rồi. Giờ mình qua mình xem con khác đi. Quá đã luôn. Chạy đồ nhẹ nhàng quá ha. Máy sướng thiệt. Dở dở nắp ra coi được không? Ra đi mà. Em đâu có máy hàng, đâu có máy hai cơ, em ngộ quá đâu mà. Thôi máy giống Kabuto không? Wow, bình riêng luôn hả? Wow. Ồ, máy nó làm đã quá ha. Máy nó làm như máy Hyundai ha. Ha. Ờ. Máy làm như máy Hyundai luôn. Quá đẹp. Cánh quạt nhôm. Bô nó có hãm thanh đàng hoàng. Ha. Ở đây sao điện cái thùng ha. Bô nó có bình hãm thanh luôn ha. Có cái dây kia nó nằm
Rồi ok, bây giờ mình gác con này lại đây đi ha. Rồi để mình quay riêng về, quay riêng mấy con Isiki ha. Rồi bạn nào xem xong cái này thì đợi xem Isiki nha các bạn nha. Ồ, nặng hả cưng? Đâu gồng mình vậy, có khi nào đứt gân không? Hả? Có khi nào đứt gân không? Đứt gân luôn hả? Dạ. Rồi. Hình như này nó phải vô trong hay sao á? À, chỉnh vô phía nào. Ý là nó phải vô trong, dở bên kia ra kìa. Thôi bỏ đi rồi. Rồi, được rồi, để tắt cái này đã.